Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác đã kết thúc vào ngày 11 tháng 4 với bản án tử hình dành cho bà chủ Vạn Thịnh Phát. Hội đồng xét xử nhận định, quá trình điều tra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng không phạm tội tham ô tài sản và đưa hối lộ. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác, có cơ sở xác định việc truy tố bị cáo về tội danh này là không ăn sai. Có điều, cho đến thời điểm này, bà Trương Mỹ Lan vẫn chưa thôi gây bất ngờ cho dư luận khi lần đầu tiên tại tòa án, bà Lan khai về trình độ học vấn thực sự của mình. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bà Trương Mỹ Lan và lời khai đầy bất ngờ về trình độ học vấn. Quay trở lại thời điểm ngày 5 tháng 3, ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 người khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Trong phần đầu tiên, bà Trương Mỹ Lan, ngoài trả lời các câu hỏi liên quan xác minh nhân thân, lý lịch, bà Lan còn tiết lộ về trình độ học vấn của bản thân. Trích phần thẩm vấn nhân thân, lý lịch Trương Mỹ Lan. Dạ, thương không ạ. Bị cáo ngày tháng năm sinh của bị cáo. Dạ, 13 tháng 10, 1956. Sinh ngày 13 tháng 10. Dạ, 1956. Sinh ra tại đâu? Dạ. Sinh ra tại đâu? Dạ, thưa tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nơi đăng ký thường trú bị cáo? Nơi đăng ký hộ khẩu ạ? Dạ, thưa tại số 57 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn bị cáo chỗ ở thì bị cáo ở đâu? Dạ. Ở tầng 20, 127, đường Master. Căn hộ bao nhiêu? Dạ, căn hộ. Căn hộ số bao nhiêu? Căn hộ là tầng 20. Tầng 20Y đúng không? Dạ, 20Y. 127 Master, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ. Thế về trình độ văn hóa bị học, bị cáo học tới lớp mấy rồi? Dạ, 12 ạ. 12. Dạ. Khi, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo làm nghề gì? Dạ, thưa làm chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát ạ. Bị cáo quốc tịch? Dạ, quốc tịch Việt Nam ạ. Dân tộc gì? Dân tộc Hoa ạ. Cha tên gì? Dạ, thưa Trương Văn ạ. Trương Văn, mẹ tên gì? Dạ, thưa Khai Yêu ạ. Cha mẹ còn sống không? Dạ, thưa không ạ, mất hết ạ. Bị cáo có chồng con gì chưa? Dạ, thưa có ạ. Có chồng là ông Chu Lập Cơ, là bị cáo trong vụ án đúng không? Dạ. Có mấy con? Dạ, thưa hai con ạ. Con lớn sinh năm bao nhiêu và con nhỏ sinh năm bao nhiêu? Dạ, thưa con lớn sinh 1994, con nhỏ 1995 mà. Mặc dù vậy, theo cáo buộc, bị cáo Trương Mỹ Lan nắm hơn 91% cổ phần tại SCB. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan và các công ty trong hệ sinh thái đã lợi dụng chính sách của nhà nước về cơ cấu lại ngân hàng để cơ cấu chi phối SCB. Sau khi hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo này đã thâu tóm và nắm 91,5% cổ phần, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo SCB. Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, bố trí thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt của SCB để nắm quyền điều hành, thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ để cho vay giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, chỉ đạo thành lập sử dụng công ty ma, thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức việc rút tiền của SCB, cấu kết với các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay, cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của SCB. Bị cáo Lan còn thông đồng câu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, không hoàn thiện thủ tục thế chấp, không đăng ký giao dịch bảo đảm để hoán đổi tài sản bảo đảm, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân, bán nợ xấu, cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu, mua chuộc cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít che giấu thông tin sai phạm. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu cầm đầu, gây ra hậu quả đặc biệt lớn là hơn 498.000 tỷ đồng sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm đã được công ty định giá Hoàng Quân định giá. Những cựu lãnh đạo SCB như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp bị cáo Lan rút ruột của SCB hơn 1 triệu tỷ đồng trong 10 năm.
Cụ thể, trong suốt một thập kỷ từ năm 2012 đến 2022, ngân hàng SCB đã phê duyệt và giải ngân hơn 2.500 khoản vay cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan với tổng tiền lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% tổng số tiền cho vay của ngân hàng. Tính đến năm 2022, nhóm này vẫn còn 1.284 khoản vay chưa thanh toán, với số dư nợ tại SCB lên tới hơn 677.000 tỷ đồng, bao gồm gần 484.000 tỷ đồng tiền gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi, và những khoản vay này được xem là khó có khả năng thu hồi. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ, bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD, tặng quà tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, để không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, dữ liệu điện tử và lời khai của các bị cáo khác, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo nói mình chỉ nắm hơn 4,9% của phần SCB, hai con gái của bà nắm giữ mỗi người gần 5%, tất cả thành viên trong gia đình bà nắm giữ dưới 15%, bạn bè nước ngoài 30% và bạn bè ở Việt Nam 30%. Về nhóm cổ đông nước ngoài 30%, bà Lan nói đây là những người và giúp SCB tái cơ cấu và hàng năm không họp đại hội đồng cổ đông. Những người đang quản lý cổ phần không biết mặt tôi, những người đứng tên này không có việc làm, được nhờ đứng tên vì người nước ngoài không thể đứng tên góp vốn được. Tôi bảo lãnh cho nhóm cổ đông nước ngoài nhưng không phải của tôi, bị cáo Lan trình bày. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai thêm, thời điểm sáp nhập ngân hàng, bà được một số người trách nhiệm yêu cầu bà và nhóm bạn bè của bà phải chiếm trên 65% cổ phần SCB và phải kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài thì mới dễ thành công. Về việc hợp nhất ba ngân hàng thành SCB, bị cáo Lan trình bày cho rằng mình không biết về ngân hàng, không có nghiệp vụ ngân hàng. Nhưng có một số người có trách nhiệm động viên bà đứng ra làm vì cho rằng bị cáo là người có tầm ảnh hưởng. Trước khi hợp nhất, bà Lan nói mình có nhiệm vụ huy động bạn bè, người thân phải có vốn góp trên 65% và thực tế bà Lan cho rằng mình đã thực hiện được số việc trên. Trong phần xét hỏi trả lời câu hỏi về người cấp có thẩm quyền nào đã yêu cầu gọi hợp nhất ba ngân hàng SCB hình thành từ sự hợp nhất của ba ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn cũ, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc, bà Lan trình bày rằng do ngân hàng nhà nước nhờ nên bị cáo đã vận động bạn bè, người thân mua đủ trên 65% cổ phần để việc hợp nhất thành công, không ảnh hưởng đến ngân hàng, nhà nước và có tiền tệ quốc gia. Bị cáo đã cho mượn tài sản và kêu gọi đối tác nước ngoài gồm nhóm chuyên kinh doanh tài chính ngân hàng và các tỷ phú trong giới kinh doanh bất động sản. Luật sư hỏi về việc cáo trạng nêu bị cáo Lan có quyền lực, có quyền quyết định bố trí nhân sự tại SCB. Bị cáo Lan trả lời rằng bị cáo không có nghiệp vụ ngân hàng, nhưng vì bị cáo có tài sản, có 5% cổ phần, mọi khó khăn đều phải được giải quyết, nên các anh em nghĩ bị cáo là chủ. Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận hầu hết các cáo buộc, bị cáo khẳng định không chỉ đạo thành lập công ty ma, không lên phương án vay vốn, khống, không thuê người đứng tên các khoản vay mà do người của SCB thực hiện. Quá trình đề nghị mức án, đại diện Viện Kiểm sát cho biết tại tòa bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, do đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước khi hợp nhất đã tiến hành thu mua cổ phần của ba ngân hàng SCB, ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và ngân hàng Đệ Nhất. Khi ngân hàng nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo Lan đã lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng, đã thâu tóm số lượng lớn cổ phần của ngân hàng SCB sau hợp nhất. Tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng, nên bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này. Do đó, bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản, lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB, đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ mục đích của mình. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc các bị cáo là có căn cứ. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, việc Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm, bị cáo Lan quanh co, chối tội, đổ tội cấp dưới là không xem xét toàn diện khách quan ý kiến trình bày của các bị cáo, cũng như cập nhật diễn biến phần xét hỏi, bởi vì bị cáo Lan nghiêm túc nhìn nhận vai trò, ảnh hưởng của mình với tư cách là cổ đông, đại diện cổ đông, nhận thức sai phạm về hành vi của thành viên hội đồng quản trị, cho vay trái quy định.
bị cáo Lan đã tôn trọng lời khai và xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo tại SCB và các bị cáo liên quan SCB không quanh co đổ tội cho họ. Bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc bị cáo chỉ có vai trò cố vấn ban hợp nhất với các nhiệm vụ chính, bảo đảm tỷ lệ chi phối 65% để ban ngân hàng hợp nhất cho mượn tài sản đối với các khoản vay bắt buộc, tìm kiếm chuyên gia nước ngoài tham gia mua cổ phần SCB. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, bạn bè và người thân chiếm cổ phần tại SCB sau khi hợp nhất và đề nghị hội đồng xét xử xác định số cổ phần vì không thuộc cá nhân bị cáo. Bản chất các khoản vay tại SCB trong 10 năm nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu trên sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và các khoản vay mới để trả nợ cũ, dòng tiền không ra khỏi SCB. Dòng tiền giải ngân liên quan khoản vay đều được giám sát bởi Ngân hàng Nhà nước nên nếu có bất thường sẽ được cảnh báo. Suốt 10 năm hoạt động trong vòng xoáy mượn tài sản của tôi và gia đình đưa vào SCB để cơ cấu các khoản vay, gia tộc của tôi trở thành gia tộc gánh nợ. Bị bắt giam và đối diện án tử hình, bị cáo Lan trình bày. Về tội danh, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét tội danh tham ô tài sản vì bị cáo không giữ chức vụ gì tại SCB và đến nay không rõ vì sao là bị quy kết sử dụng phương thức thủ đoạn từ năm 2012 đến năm 2022 để chiếm đoạt tiền của SCB. Cạnh đó, bị cáo Lan trình bày không hiểu vì sao lại bị truy tố hai tội danh là tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong khi với các bị cáo khác cùng một phương thức thủ đoạn nhưng chỉ bị truy tố một tội danh. Tuy nhiên, theo cáo buộc, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có hạt nhân là công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có vốn điều lệ là 13.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật là bà Trương Huệ Vân, cháu bà Trương Mỹ Lan. Trong vụ án này, bà Vân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động cho vay. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 4 cổ đông gồm bà Trương Mỹ Lan chiếm 60%, hai con gái bà Lan là Elizabeth Chu Duyệt Hân, Chu Duyệt Hằng chiếm 10%, Mary Chu Duyệt Phan, Chu Duyệt Phấn chiếm 10%, công ty Emerald đại diện là bà Trương Huệ Vân chiếm 20%. Trong hệ thống Vạn Thịnh Phát, hơn 1.000 công ty được chia thành công ty con, công ty thành viên ở trong và ngoài nước chia thành nhiều tầng lớp, với 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhóm các công ty ma tại Việt Nam và cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài. Có 3 doanh nghiệp quan trọng trong vụ án gồm công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Các công ty này nắm giữ nhiều dự án lớn như công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát có dự án khu dân cư Sterling Residence thuộc khu đô thị mới Nam thành phố ở huyện Bình Chánh với quy mô 264.633m2. Công ty Peninsula sở hữu dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dự án gần 1,2 triệu m2. Hiện dự án đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư, chưa được phê duyệt dự án, chưa được giao đất. Tòa nhà Times Square tại Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Một số công ty có hoạt động kinh doanh tạo doanh thu cho nhóm Vạn Thịnh Phát như công ty Windsor, công ty An Đông, công ty Times Square Việt Nam, công ty Thiên Phúc, công ty Vinametric, công ty Bông Sen, công ty Sài Gòn Artisan và công ty Lavifood. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn cho thành lập nhóm các công ty ma, thuê người đứng tên thành lập công ty dưới vai trò người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên góp vốn, tìm địa chỉ đặt trụ sở, chọn ngành nghề kinh doanh. Nhóm công ty này không có hoạt động kinh doanh, chỉ đứng tên khoản vay, lập phương án vay vốn khống để bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa rút tiền ngân hàng SCB. Lời sau cùng, bà Trương Mỹ Lan nói gì trước tòa? Khi được cho phép nói lời sau cùng tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày nhiều về việc tái cơ cấu ngân hàng SCB. Bà Lan cho biết vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, khách quan. Bị cáo và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các luật sư trong suốt mười mấy tháng qua. Khi trở về trại tạm giam hàng đêm, bị cáo Trương Mỹ Lan luôn day dứt một câu hỏi. Vì sao bản thân và gia đình phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này? Bị cáo vẫn nhớ rõ vào đêm bị bắt tạm giam, nhớ từng ngày trong trại tạm giam, những tháng ngày chịu những cái rét của mùa đông miền Bắc hay những ngày nóng bức của phía Nam. Có nhiều lúc tuyệt vọng, bị cáo đã từng nghĩ đến cái chết. Chết vì tức, vì đã dấn thân mình vào thương trường. Bị cáo nghĩ hoàn cảnh chồng và cháu mình cũng đang bị tạm giam như muối sát vào lòng, bị cáo Trương Mỹ Lan nói. Bị cáo không tin là đại diện viện kiểm sát đã cáo buộc mình là người thâu tóm, chủ mưu, cầm đầu và chi phối ngân hàng SCB. Là một doanh nhân nên hiểu biết pháp luật chắc chắn hạn chế, làm sao hiểu được những cáo buộc hành vi
mà viện kiểm sát đã truy tố. Một lần nữa, bị cáo Lan xin tha thiết hội đồng xét xử xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tham ô tài sản, đề nghị xem xét lại các doanh nghiệp hiện đang vay tại SCB nằm trong 1.284 khoản vay với khoảng 300.000 tỷ không thuộc trách nhiệm của mình. Trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm của mình về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng, kính xin hội đồng xét xử không xem bị cáo như là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này. Sự thất bại trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB khiến cho tim bị cáo như bị rỉ máu, vì không phải là bị cáo làm dở, bị cáo đã làm hết sức mình, đặt mọi tâm huyết, công sức của cá nhân, gia đình, bạn bè, trong và ngoài nước vào ngân hàng SCB. Gia đình bị cáo, tuy là người Việt gốc Hoa, nhưng bản thân chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Sau thống nhất, gia đình đã toàn tâm toàn ý gây dựng cơ nghiệp. Bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều để rồi hôm nay đối diện với bước ngoặt, định mệnh, bị đề nghị án tử hình. Vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không đo lường được lòng người, vì bị cáo tin và hy vọng có thể thực hiện được đề án tái cơ cấu thành công ngân hàng SCB, bị cáo đã vận động bạn bè, gia đình, người thân, trong và ngoài nước đã mang tiền bạc công sức vào đề án tái cơ cấu này. Trước đây, gia đình bị cáo luôn được sum vầy đoàn kết bên nhau. Nay vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát mỗi người một ngã. Không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được cùng nhau ăn chung với nhau một bữa cơm nữa hay không. Trên chiếc xe tù dẫn giải từ tòa án về trại giam, tôi chỉ ngước mắt nhìn những người thân bên lề đường. Bà Lan nói trong nghẹn ngào. Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, buộc khắc phục số tiền 673.849 tỷ đồng cho SCB. Sau khi tuyên phạt, bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung là tử hình về 3 tội danh, tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng, tội tham ô tài sản và tội đưa hối lộ. Hội đồng xét xử tiếp tục tuyên án liên quan đến vấn đề tài sản. Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường 1.243 khoản vay, tương ứng với số tiền là 673.849 tỷ đồng. 85 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân. Theo hội đồng xét xử, sau khi trừ đi số tiền các bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng. Cụ thể, hội đồng xét xử căn cứ vào ý kiến các bên liên quan, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xem xét nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, chỉ xem xét bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền 498.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, thì về thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại hơn 677.000, dư nợ 1.286 khoản vay nhằm rút tiền SCB. Các bị cáo lẽ ra có nghĩa vụ bồi hoàn cho SCB. Tuy nhiên, hội đồng xét xử xét thấy bản chất số tiền đều được bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng hoặc chỉ đạo sử dụng. Các bị cáo khác chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo, các pháp nhân khác được thành lập nhằm để ký hợp đồng cho vay cho Trương Mỹ Lan. Đối với số tiền lãi trước ngày 17 tháng 10 năm 2022, các khoản vay này phát sinh trước thời điểm khởi tố vụ án và đã báo cáo hạch toán và SCB nên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ số tiền vay và lãi. Đối với số tiền lãi tính sau ngày 17 tháng 10 năm 2022, như đã nêu bản chất khoản vay, thực hiện không đúng quy định pháp luật nên hội đồng xét xử không xem xét. Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp 1.000 tỷ đồng. Bị cáo Dương Tấn Trước nộp hơn 1.200 tỷ đồng vào SCB để khấu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Như vậy, sau khi trừ số tiền đã nộp khắc phục các khoản khấu trừ khác, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương dư nợ 1.243 trên 1.284 khoản vay. Đối với 1.122 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, Hội đồng xét xử đề nghị SCB phối hợp với C03, Bộ Công an để xác minh tài sản nào là của bị cáo Trương Mỹ Lan thì xử lý để đảm bảo việc thi hành án. Đối với các bị cáo khác đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, Hội đồng xét xử không buộc các bị cáo phải nộp bồi thường. Tuy nhiên, các bị cáo đã tự mình nhận sai phạm. Hội đồng xét xử ghi nhận việc các bị cáo tự nguyện nộp tiền và được xem là tình tiết giảm nhẹ. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên căn biệt thự cổ tại 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, công ty đứng ra mua căn biệt thự này là của các thành viên trong gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan, nên đây là tài sản liên quan đến bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nên cần kê biên để đảm bảo việc thi hành án. Hội đồng xét xử cũng tuyên sử dụng 1.000 tỷ mà bị cáo Nguyễn Cao Trí trả bị cáo Lan để khắc phục hậu quả vụ án. Đối với loạt bất động sản tại các quận 1, 7, 4, Phú Nhuận, hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Đối với khoản tiền hơn 6.000 tỷ đồng mà bị cáo Lan đã chuyển cho công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc để mua 18 triệu cổ phần, hội đồng xét xử cho biết tiền mà bị cáo Lan mua cổ phần là từ SCB nên cần tịch thu. Do đó, tuyên buộc công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.090 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên nhiều tài sản khác của bị cáo Lan tại quận 1, quận 3 và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử ghi nhận bị cáo Lan có các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và không có khả năng thu hồi. Từ đó, hội đồng xét xử xét thấy phải có mức án nghiêm khắc nhất đối với bị cáo Trương Mỹ Lan theo quy định của Bộ luật hình sự mới đủ tính răn đe. Trước đó, trong phần xét hỏi trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết gia đình bà mua căn biệt thự này với giá khoảng 700 tỷ đồng, 35 triệu USD và thuộc diện biệt thự cổ, cần bảo tồn di tích. Bị cáo Lan nói, xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này vì thứ nhất, đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích, thứ hai là con gái của bị cáo đang thực hiện quá trình tu sửa. 5 năm nay vẫn chưa xong. Hiện còn đang dang dở, kính xin hội đồng xét xử xem xét để gia đình bị cáo giữ lại căn biệt thự này. Liên quan đến căn biệt thự này, năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua công ty cổ phần Minef đã mua căn biệt thự nêu trên với giá 700 tỷ đồng và tiến hành trùng tu vào năm 2019. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt tạm giam, công trình trên đã ngưng thi công. Đối với dự án Capital Place Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, mà Trương Mỹ Lan đã ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn bán với giá 1 tỷ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Bị cáo Lan cho biết dự án này đang thế chấp vay 230 triệu USD của các ngân hàng nước ngoài. Do đó, khi bán thành công dự án và trừ đi các khoản chi phí trả nợ ngân hàng, thì phần còn lại sẽ nộp để khắc phục hậu quả của vụ án. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng cho biết đối với dự án này, con gái bị cáo đang rao bán 1 tỷ USD. Tuy nhiên, thực tế đối tác tìm mua chỉ trả khoảng 360 triệu USD, không có chuyện bán với giá 1 tỷ USD như bị cáo trình bày. Chủ tọa nói, hoặc bị cáo có chứng cứ tài liệu thể hiện dự án được đối tác đồng ý mua với giá cao thì cung cấp cho hội đồng xét xử để xem xét. Về ba dự án do công ty Thành Hiếu thuộc tập đoàn công ty Phương Trang đang vận hành, đại diện công ty Phương Trang cho biết, việc mua bán 3 dự án có giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng không liên quan đến Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mà thông qua bà Trương Mỹ Lan giới thiệu công ty Phương Trang đã bán các dự án trên cho ba cá nhân. Theo hội đồng xét xử, hành vi của Trương Mỹ Lan kéo dài trong suốt một thời gian từ năm 2012 đến 2022, trong đó giai đoạn từ 2012 đến 31 tháng 12 năm 2017 đã phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Còn giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở về sau, do chính sách pháp luật có sự thay đổi, Bộ Luật Hình sự 2015 đã quy định tội tham ô tài sản áp dụng đối với cả các pháp nhân ngoài nhà nước. Bộ Luật Hình sự năm 1999 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, nên hành vi của bị cáo Lan và các bị cáo khác đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản. Do đó, Hội đồng xét xử nhận định tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.